mở tỏ trên hâm căn nghị quyết số diệp lụa dâm ban vụ dâm nài dùn vua hội đồng nhân dân xanh quay tiền chính sách bong thính khỏi kháng du lịch dâm tập bông xanh Bắc Cạn số căn bong thính vua tẩy du lịch dâm có quyện chợ mới chợ đồn bạch thông kho dần bệ hắc nải nhây là xỉ dầu căn trồng quảng trăm khâu có đơn vị tổ bùng đang dìm lo trùng trao làm quyền có nhủ khâu dâm dầu căn nái chính sách khuôn băng lặng như cố xạ chợ mới quyền biết dịch dâm pua tẩy tú bong thính trải nghiệm du lịch cộng đồng dâm tụ vùng Bắc Cảnh xanh dâm chàng hậu quía quyền đã tỏ chuất có sâu tỏ tàu mình này xỉ trải nghiệm tẩy du lịch có dân hắc nải nhây xê buồng mài tẩy nhổ khâu dâm cổng xỉ mảng quía có hồ kìn chấu du lịch dâm lặng với hắc nải này xỉ pong con có nhổ cả nay hạ tầng kỹ thuật máy kèn mài cơ sở trải nghiệm có nhổ hồng húa du lịch máy kèn mài trăm mới tỏi tổ pung máy kèn mài kinh nghiệm trùng trao chấu du lịch cộng đồng bộ đề xuất thêm có dịch vụ về dâm nai máy kèn mài dịch vụ dâm cà hên bên hang mình vũ cầu cha mài peo mình giáo xin điểm mía sông hơi kế có nhùng dịch vụ đai thêm dâm chàng hổ chấu căn bê nái xì xê dứt sang về hang này xê buồng mài tới nhùng khâu dâm chàng hổ tháo xê mồng cấp chía ánh phong thánh quân tổ pung liều như bua mài tò búa đỏ liều chấu du lịch siêu túc công hô Bạch Thông huyện sẽ đang chú ý chấu căn pia chính sách phong thánh dâm bản chiêng đôn phong xạ. Có dân hắc nải nhây, nài xỉ chế liệp có nhũng cả nay hạ tầng kỹ thuật chấu căn xê tồn. Vậy công sĩ quê kế chuáng vút đôn phong xạ máy cảnh chấu sung. Như này, quể đau dâm tẩy chế liệp du lịch bế đau trồn màu, máy cảnh họp cháu quê kế, kéo kế lỏng đau, máy cảnh cáo hồ kền thiếu mục đích lỏng đau, quý đau thương mại dịch vụ. Ủy ban nhân dân huyện đang có trò quê kế lỏng đau. Căn này ấn tình tháo trộm nhang y chín người chợ phấy, thêm nhang tàu nhang y chín người chợ hùm, chính có cơ sở pháp lý, liều chấn liệp tẩy du lịch bản chiêng, căn nghị quyết vũ hội đồng nhân dân Bắc Cạn sách nhây. Y chẳng mách canh mài quê chế, dì bùa thô cấp chía bong thánh quê chế, liều cháu căn xếp nhất. Y chẳng chợ đồn quyền biết tụ pung đủ cằn dâm pua quyền cháu xì cháu đơn vị tư vấn liều cháu căn chính sách phong thánh tư vấn mình không gian cảnh quan cán công hòn thêm trùng cháu cháu dâm này đã chế liệp sơ bộ thiết kế cảnh quan 3D như này xê mài tỉnh húng tùm hái đỏ dâm cháu căn phong thánh cán công hòn du lịch chuồng cháu pú cấu cháu căn giá trị văn hóa dân tộc thăng chế liệp chống chống có nhũng cả nay dâm lôi hấu dụ trang miền chế liệp nghề chĩa cả nay chuống địa mía dân tộc. Thời gian hắc nải nhây căn có tục pung y tràn công sĩ mảng quế không gian cảnh quan du lịch dâm tẩy du lịch tú phong thánh đang chấu căn máy kèn mài quế kế đỏ với hắc nải máy kèn mài cơ sở liều pong con chế liệp có nhung cần hay nải xì quế kế đỏ xê kém thắm chẳng hậu cháu hỏi tháo nải xì chế liệp có nhung cần hay hạ tầng kỹ thuật thêm lề tàu nghị quyết số chụp lụa tỏ chuất nài xỉ tỉnh có đối tượng thu hưởng chính sách liều phong thánh giáo tàu phong thánh homestay y chẳng chính tỉnh dâm nài xỉ mảng quía thì trước hết là cũng phải có cái quy hoạch tài giết trụ mài quê ghế đỏ ga nải bế chế liệp tướng tẩy bến hăng phong chấu kéo dâm phay phong thánh có tẩy check in trụ mài tẩy đỏ liều tò búa mỡ tỏi chấu căn y chẳng có trùng trao tò búa mỡ tỏi chấu xê máy kèn chấu tú nghị quyết số chụp lụa mài chàng họ chấu tứ nhang y trên người chụp farm tháo nhang y trên người chụp lụa cháu lồng chuống nhàn con pong thánh ấn tỉnh bế chụp farm chút nom thông quý là xỉ pong thánh chấu căn chính sách năm chế liệp tụ có nhùng cả nay hạ tầng kỹ thuật dịch vụ phục vụ du lịch tụ chuẩn căn quê tỉnh chui mỡ tỏi pong con đồng bộ chấu căn tụ nải mỏng tiêu chuẩn kỹ thuật bến chàng tẩy du lịch mài mình khu mỏng chấu căn tụ khẽ nhây nhớ mỏng có dân hắc nải nhây liều nghị quyết trên pịa nhà hốc lầu c chấm chủ co cấp ngành từ xanh thảo cơ sở liều làng quê có nhủng khâu dâm này chẳng chấu can chào có hùa kiển mài trắng dâm có nhàng quía Bắc Cạn xanh c giết mài phim tháo nải xì chấu du lịch dâm này thón hung tháo chế liệp du lịch cộng đồng bằng pịa cơ sở có giá trị văn hóa tổ pung thăm chấu buôn khẽ mài trải nghiệm sang có dân hắc nải nhây căn có chuyên gia liều du lịch cộng đồng Bắc Cạn Minh Pháo thêm siêu tú công xê dứt chấm dù chế liệp có mô hình ây bịa cơ sở giá trị văn hóa tổ pung tình huống cán công hòng du lịch mài ấy lấy hô tòi cháu chế liệp du lịch vua Bắc Cạn sách nhây chế liệp lống liều bến chàng tẩy du lịch sang vua pung trung du kèm tàu pá pung cua nhây cóng tan thêm lồm cua cóng chuẩn
cháu này xì mài hồ kền cháu du lịch, vận ú mài mình chuồng cháu có giá trị mài mình vô cùng dầu dân tộc tẩy hăng, bắc cản sen đang chốt phim thế liệp du lịch cộng đồng, có dân hăng này nhây dầm chàng hậu quý, có nhùng hòn du lịch cộng đồng vua bắc cản sen, xê máy càng bật rời, thêm lóng. Tiêu cấu vua bắc cản nhây, bế bua đang buồng giật xì mình càn cháu du lịch, máy càng mài liền kết đồng bộ, tàu chốt hòn hùa máy càng lóng. Hăng du lịch cộng đồng y chẳng dâm hái xê mai. Vậy hăng này, hầy bắc cản, máy khảo bịa giá trị văn hóa dâm tục pung, vua pung dấu dân tộc trộm miền nhây, liều tổ chức giá trị cản nhây xê khâu chón tu khẽ du lịch thảo bắc cản. Cản có chuyên gia, này chẳng thiết kế hòng du lịch xê trụ rời, bến trang hệ thống hòng mảnh mình, mai chấm miền, nát lồng, thêm mải tốt chăm. Tính đặc trưng, vua hòng du lịch tú quầy tình xê trụ mài vần ú tụ pung, non tóng hòng du lịch tú bến trăng. Bắc cạn bế sang mài tháo pết trực pết bọn pé dân số, bế bùng dâu dân tộc chỗ miền. Này sĩ nghiên cứu khoai châu có giá trị văn hóa truyền thống mài mình vua tụ pung, vua có dân tộc nhây liều tẩu chốt hòng du lịch xê dứt chấm trụ mài phiêm tháo. Này sĩ buộc khoai cháu có giá trị văn hóa, chuồng cháu mình pháo bảng bịa, đặc điểm cháu, giá trị cảnh quan xê dứt chấm chủ pon con lống thêm, chủ mài cố vấn pun múa tỏi, liều chế liệp có tẩy du lịch mài mình, dâm non tóng múa tỏi dâm. Chủ mài chấm nhùng phục vụ khẽ, chùn búa pun khẽ hữu có giá trị dâm tẩy pung. Này chẳng khẽ tháo bùa con bùa bùn khẽ hưu có nhủng cả nay liều nìn bùa trải nghiệm hòn cán công chuất xê trụ lống liều phục vụ khẽ. Liều tàu mài thuy chế liệp du lịch cộng đồng ban phù trợ hôm này dùn vua hội đồng nhân dân Bắc Cản Sen đã thông quý nghị quyết số chập lụa quê tỉnh mài tới chính sách phong thánh chấu xấy mảng du lịch cộng đồng. Có dân hát nải nhây, liều chấu du lịch siêu tú công, bấy cháu có pung du lịch đai, bắc cản xê trụ tàu chốt có nhùng hòng du lịch lống, rời, mài vần u phong tục tập quán. Như này xê trụ pêu tú nải mồng chấu du lịch siêu tú công, mấy cháu hỏi tháo hái nhùng, hăng, trụ bú cấu không gian, cảnh quan, môi trường sinh thái, bú cấu vần u dân tộc mài mình, phát triển khoa học công nghệ hiện đại, chấu căn tú thời đại nhây mỏng.